Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ta muốn ăn sushi. Được thôi. Hả? Này Miu Miu, chúng ta hãy làm sushi đi. Sushi á? Nghe hay đấy. Ha! Dưa chuột, cà rốt, chấm bông, trứng, rong biển và một chút cơm. Làm sushi cuộn, bắt đầu! Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng. Mùi của nó thật tuyệt. Tôi sẽ thêm một chút nguyên liệu bí mật. Này. Miu Miu, nguyên liệu bí mật của cậu thật tuyệt. Cơm có vị ngon hơn nữa. Ta đã cho thêm một chút giấm, muối và đường. Thế sẽ làm cơm có vị ngọt và chua. Rong biển đâu rồi? Tôi thích rong biển. Cơm, trứng, giấm bông, cà rốt, dưa chuột và một chút mayo. Hoàn hảo! Sushi là món ăn rất phổ biến ở Nhật Bản. Sushi cuộn ngon tuyệt! Đã xong! Kiki, tôi nghe nói có một nhà hàng sushi mới mở gần đây, ở đằng kia. Đến đó xem thử đi. Đồng ý. Chào buổi sáng. Đó là băng chuyền kìa. Chúng mình rất thích để đi khắp nơi bằng băng chuyền. Mình là sushi lâu đó đây, rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu vàng đây, rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Có nhiều loại sushi quá. Hãy làm một ít sushi đặc biệt và thêm vào menu của chúng ta. Wow. Hãy chụp một bức ảnh. Được.
Tuyệt, sushi ngon lành đã xong. Yeah. Wow, rau rất là tươi. Kiki, Miu Miu, bác muốn một chút thịt. Bác muốn một chút thịt. Ăn một chút thịt nào. Kiki, Miu Miu, chúng ta ăn chút thịt nào. Nhưng còn những loại rau này thì sao ạ? Thịt và rau. Chúng ta hãy làm hamburger. Ý kiến hay đấy. Bánh mì, thịt, xà lách, bơ, cà chua, phô mai, sốt, và tương cả. Làm hamburger, bắt đầu! Tớ muốn làm bánh ngon hơn, thì phải làm sao? Tớ biết, nếu cậu phết một ít bơ lên bánh mì, thì sẽ còn ngon tuyệt hơn nữa. Hả? Đã đến lúc nướng bánh rồi. Trông thơm quá. Giờ làm một ít thịt chiên nhé. Được thôi. Vỗ nhẹ thịt xay nhiều lần. Nhìn tớ này. Ôi không. Vỗ nhẹ thôi. Vỗ nhẹ nó này. Chiên chúng trong chảo. Thịt chiên đã sẵn sàng. Xà lách, cà chua, thịt chiên, phô mai. Và sau đó thêm một chút nước sốt ngon và tương cá lên. Hamburger ngon tuyệt đã xong. Nó thật sự ngon. Một chiếc bánh đã biến mất. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Đừng lo lắng. Chúng cháu sẽ giúp chú. Cảm ơn các cháu. Tạm biệt. Tạm biệt chú. Một chiếc xe tải khác. Hãy đi theo chiếc xe tải đó về nha. Phải đấy, đi thôi. Một hai dừng. Một hai diễu hành. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Các cậu coi chừng. Một chữ hamburger nói rằng: ôi trời ơi. Một chữ hamburger nói to: cứu tôi. Một chữ hamburger nói rằng: ôi tớ sợ quá. Một chữ hamburger nói to: chạy thôi. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Oh yeah. Hãy sang đường bằng lối đi cho người đi bộ. Một hai dừng. Một hai diễu hành. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Các cậu coi chừng. Một chữ hamburger nói rằng: ôi trời ơi.
Một chú hamburger nói to. Một chú hamburger nói rằng. Một chú hamburger nói to. Chúng đã ở đây rồi. Tôi tưởng đã mất chúng lần nữa chứ. Giờ chúng ta an toàn rồi. Hãy chụp một bức hình nào. Được thôi. Tuyệt, hamburger đã xong. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy xem bác Hổ đã chuẩn bị những gì cho chúng ta nào. Đó, có cái gì ở trong nhỉ? Những hạt ngô. Chúng ta sẽ làm bỏng ngô. Được. Bơ và chút gia vị. Làm bỏng ngô. Bắt đầu. Đây là những hạt ngô để làm bỏng ngô. Thêm một ít bơ. Sau đó là hạt ngô. Chiên. Chiên. Bơ làm cho chúng có mùi rất là thơm. Khi hạt ngô chuyển sang màu nâu thì đậy nắp nồi. Khi nó đủ nóng, các hạt ngô sẽ bắt đầu nổ và chúng sẽ biến thành bỏng ngô ngon tuyệt. Bóp bóp. Bóp bóp. Wow. Các hạt ngô đã thành bỏng ngô. Bỏng ngô thơm ngon đã xong. Bỏng ngô đủ loại hương vị đây. Tất cả các loại hương vị ư? Hãy đi xem thôi. Wow. Bỏng ngô. Bỏng ngô thơm ngon, đến và thử nào. Cháu muốn vị dâu tây. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên. Trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút xì rô dâu vào. Hop hop hop. Hop hop hop. Wow, màu hồng. Bỏng ngô sắc hồng, bỏng ngô sắc hồng. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào. Rất ngon nhé bạn. Yum yum yum. Yum yum. Nào người tiếp theo nào. Cháu muốn vị Việt quất. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên. Trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút siro vào. Siro Việt quất. Hop hop hop. Ôi xanh nước biển. Bồng ngô xanh nước biển. Bồng ngô xanh nước biển. Mình cùng lắc, mình cùng lắc. Thêm con thơm ngon lên nào. Rất ngon nhé bạn. Yum yum yum. Yum yum yum. Ôi, mình bận quá. Cháu cũng muốn mà. Cháu muốn vị này. Này bơ béo mềm, hạt ngô ong vàng, trộn đều lên. Trộn đều lên. Tiếp theo ta cho đường, thêm chút siro vào. Hop hop hop. Hop hop hop. Wow, nhiều màu sắc quá. Bỏng ngô sắc màu. Bỏng ngô sắc màu. Mình cùng lắc. Mình cùng lắc. Thêm
làm gì thế này? Vị sô-cô-la, caramel, phô mai và khoai lang tím. Wow! Wow! Hết trộn chúng lại với nhau. Bây giờ chúng ta đã có bỏng ngô đầy sắc màu. Chụp một bức ảnh nào. Được. Tuyệt, bỏng ngô đã xong. Nóng quá. Để tớ xem có gì trong tủ lạnh không nhá. Chỉ còn mấy quả cam mát lạnh này. Hãy cùng làm nước trái cây thôi. Nước trái cây tuyệt. Quả cam và đá viên. Làm nước trái cây thơm ngon nào. Đầu tiên, bóc vỏ cam ra. Đắng quá. Tiếp theo, cho cam vào máy xay sinh tố. Đừng quên cho thêm một vài viên đá lạnh. Wow. Giờ thì bật máy xay lên. Nước ép trái cây thơm ngon. Sắp xong rồi. Wow. Nước cam mát lạnh. Nước ép thơm ngon. Đã xong. Nước trái cây này ngon tuyệt. Ủa? Nước gì vậy bác? Trông nó khác của cháu. Đây là nước ép khủng long của chú Đào bán. Wow, đi đến đó đi. Nhất trí. Hãy đến đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn uống nước gì? Nước ép cầu vồng cháu rất thích. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Quả dâu tây, cam tươi ngon, việt quất với nho đen. Thêm chuối với kiwi xanh ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Cháu rất thích vì nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh cùng dâu đen. Wow. Nước ép cá sấu thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Ép khủng long thơm ngon, chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Xoài với dưa hấu cùng táo với dưa. Wow. Nước ép khủng long thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Wow, thật là ngọt. Lưỡi của cậu màu xanh lá kìa. Kiki, lưỡi của cậu cũng có nhiều màu lắm đấy. Tớ chắc chắn là do nước trái cây của chúng ta. Wow, nước ép cầu vồng của chú Đao ngon tuyệt. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó còn tốt hơn thế nữa. Ta-da! Wow, chúng ta có thể thêm chúng vào thực đơn. Nó chua quá. Hãy chụp một bức ảnh. Được rồi.
Nước ép thơm ngon đã xong. Trời hôm nay nóng quá. Tớ có mua kem cho cậu ăn đây này. Wow, tuyệt quá. Nhìn vỏ ốc đẹp không này. Đúng vậy. Nhìn kia, Miu Miu, đằng kia có rất nhiều vỏ ốc. Chúng ta ra đó đi. Được thôi. Mười cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Chín. Chín cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Tám. Tám cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bảy. Bảy cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Sáu. Sáu cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Năm. Năm cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bốn. Bốn cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Ba. Ba cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Hai. Hai cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Một. Một cây kem mát lạnh trên bãi cát. Sao nóng thế? Những chiếc vỏ sò này đẹp quá. Chúng mình hãy mang đi tặng các bạn nhé. Được đấy. Chuyện gì đã xảy ra với những cây kem vậy? Phô mai, phô mai của tớ, nó đâu mất rồi? Bạn có nhìn thấy phô mai hình vuông có màu vàng? Hình vuông có màu vàng, bạn có biết ở đâu không? Hình vuông có màu vàng, tôi nghĩ xem nào. Ồ, đây ư? Ồ không, đây là hình tam giác, không phải là hình vuông. Bạn có nhìn thấy phô mai hình vuông có màu vàng? Hình vuông có màu vàng, bạn có biết ở đâu không? Đằng kia. Đúng là phô mai của
mình cần nghỉ ngơi một chút. Yeah! Vui chơi thôi! Yeah! Hả? Ủa? Trời ơi! Ôi bánh thơm ngon, mình sẽ lấy bánh thật nhanh, nhìn trông đẹp quá và ngọt nữa, mình sẽ ăn hết chỗ này. Chạy thôi các cậu, nhanh lên. Không có chiếc bánh nào ở đây ư? Mình cho đi thôi, tên sói đang tìm kiếm, tìm màu đỏ nhé. Mấy cái bánh trốn ở đâu rồi nhỉ? Nào mau trốn đi thôi, tên sói đang tìm kiếm, tìm màu vàng nhé. Và mình trốn. Sói sẽ không tìm được. Đây à? Ồ không. Sói, anh ăn cắp bánh vòng của tôi sao? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Chào Kiki. Momo. Cậu đang đi đâu đấy? Lông của cừu nhỏ rất dài nên nó rơi ở khắp nơi. Tớ sẽ đi cắt lông cho cô ấy. Cừu nhỏ đâu mất rồi? Nhờ có lông len trên mặt đất đã dẫn tôi đến chỗ cừu nhỏ. Thật may vì cháu chưa cắt lông cho cô ấy. Nhanh lên mẹ ơi, con muốn mua một vài chiếc bánh bông và cho cả Timmy nữa. Mimi, từ từ nào, chúng ta gần đến rồi. Mẹ đi chậm quá, con sẽ đợi mẹ bên kia đường. Mimi, đợi đã. Mimi, con có sao không? Mimi,
vừa vượt đèn đỏ, điều đó rất nguy hiểm. Mimi, có rất nhiều xe đang chạy ở trên đường. Bạn phải nhìn đèn giao thông bất cứ khi nào bạn sang đường. Đèn giao thông. Hãy theo tớ. Khi đi sang đường hãy cẩn thận. E-I-E-I-O. Khi đi ta cầm tay mẹ. E-I-E-I-O. Nhìn đèn giao thông kia, đèn đỏ ta không đi. Không đi, không đi, không đi, không đi sang bên kia. Nếu thay đèn đỏ ta bao dừng. E-I-E-I-O. Bạn không nên đi khi đèn đỏ. Và bạn có thể đi khi đèn xanh, nhưng phải cẩn thận để ý thời gian. Khi đi sang đường hãy cẩn thận. E-I-E-I-O. Khi đi ta cầm tay mẹ. E-I-E-I-O. Nhìn đèn giao thông kia, đèn xanh ta đi. Xe xung quanh, không xe ta đi thôi. Đèn xanh ta qua đường thôi nào. E-I-E-I-O. Đèn đỏ ta không đi, không đi, không đi, không đi sang bên kia. Nếu thấy đèn đỏ ta mau dừng. E-I-E-I-O. Mimi, đèn đỏ đang sáng đấy con. Khi đi sang đường hãy cẩn thận. E-I-E-I-O. Khi đi ta cầm tay mẹ. Đèn giao thông kia, đèn xanh ta đi. Xem xung quanh, không xe ta đi thôi. Đèn xanh ta qua đường thôi nào. E-I-E-I-O. Yeah. Phải luôn để ý đến đèn giao thông và đi qua đường khi không có xe. Con sẽ ghi nhớ điều đó. Hôm nay có một vài người bạn tuyệt vời đang ở đây để gặp các con. Wow. Cùng đoán xem họ là ai nhé. Vâng ạ. Đoán xem ai nào. Sẵn sàng chưa? Đoán xem ai nào. Bắt đầu thôi. Răng thật sắc và dài phần đuôi. Bạn hãy đoán nhé ai nào. Xem kìa, miệng này thật to. Bạn hãy đoán nhé là ai. Tớ thích săn mồi. Giống cái mỏ sưng nhỏ.
À, không, cháu yêu à, hôm nay cháu ăn rồi mà. Thương tôi đấy chính ông. Ông vẫn luôn là người bạn thân. Và cùng tôi sẽ chia những bí mật. Ta hãy giữ bí mật. Không, 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 không. Người luôn yêu thương tôi đấy. Ông trời rất vui mỗi ngày. Bé thật ngoan, ông yêu cháu rất nhiều. Hả? Yay! Hả? Bà là người mà tôi rất yêu thương. Luôn ở bên cạnh tôi. Và cùng tôi sẽ chia những bí mật. Ta hãy giữ bí mật. Bà là người mà tôi rất yêu thương. Bà tôi vẫn luôn là người bạn thân. Và bà cùng tôi chơi rất vui mỗi ngày. Bé thật ngoan, bà yêu cháu rất nhiều. Nào cùng lại đây đi hỡi con cháu yêu. Đây có bánh kem thật thơm ngon. Thật tuyệt vời khi chúng ta sum vầy. Ông bà yêu các cháu rất nhiều. Ông bà rất yêu các cháu. Bà đã giận mình không nên uống quá nhiều nước. Bà sẽ giận mình mất rồi. Ôi không gian rồi to rồi. Mình làm sai giờ biết sao đây. Ôi không gian rồi to. Ôi ôi phải làm sao? Ba chắc sẽ giật tư giận. Ôi ôi biết sao đây? Mình không biết sai nên nói gì. Ôi không dám rồi to rồi. Mình làm sai. Gặp rắc rối gì đừng sợ con yêu, hãy nói với ba rồi bình tĩnh nghĩ xem ta nên làm gì. Nếu có gặp rắc rối gì đừng sợ con yêu, hãy nói với ba đừng lo nhé con. Dù ba có tức giận, con hãy nhớ rằng ba vẫn yêu con nhiều.
con rất dũng cảm vì đã nói thật. Rudolph, ba rất vui vì con đã dũng cảm nói thật với ba. Nhưng con hãy hứa với ba là sẽ không phạm phải những lỗi này thêm lần nào nữa nhé. Vâng, thưa ba, lần sau con không thế nữa. Chúng ta nên làm gì khi không cẩn thận mắc lỗi? Đầu tiên, hãy thừa nhận lỗi sai, nói một cách thành thật. Và hãy cố gắng sửa chữa lỗi sai. Sau đó hãy nhớ đừng bao giờ phạm phải lỗi đó nữa. Lên đường thôi. Xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la. Thật vui. Không ồ ồ không buồn kia bắn hết lên. Mau gạt đi nào. Xoẹt xoẹt. Đằng trước có hai chú chim. Mọi người ngồi chắc vào nhá. Đi nào, không sao mà. Yahoo, bạn thật tuyệt. xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la, thật vui. Không, không thấy cái gì. Ta bật đèn lên nào, trông sáng trưa này. Tuyết, đèn thật sáng. Đi nào, la la la. Bạn thật tuyệt. Đến rồi các bạn chạm dừng xe. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la, thật vui. Ôi không. Không, ồ ồ không, bạn hãy giúp tôi nào. Sẵn sàng giúp bạn, tôi đã có mặt. Cảm ơn bạn, xe kéo. Không có gì. Đi nào, la la la. Cảm ơn bạn xe buýt nhé. Chúng ta hãy cùng nhau trang trí cây thông Noel. Đồng ý. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Ở đây có một đám cháy. Xin hãy đến cứu chúng tôi. Được rồi, tôi đến đây. Xe chữa cháy tới thật nhanh nhanh nào. E-I-E-I-O. Thật nhanh xe đi cùng coi bao động. E-I-E-I-O. Mình đi sang bên kia, mình đi sang bên đây. Đi thôi chữa cháy gấp. Xe chữa cháy tới thật nhanh nhanh nào. E-I-E-I-O. Xe chữa cháy tới cùng vòi nước dài. E-I-E-I-O. Dập lửa ngay thôi mình phun nước nào. E-I-E-I-O. Giờ phun bên kia rồi phun bên đây. Mau mau chữa cháy gấp. Xe chữa cháy tới cùng vòi nước dài. E-I-E-I-O. Cây thông Noel đang bị cháy rồi. Mọi người hãy mau đến giúp chúng tôi với. Được rồi, tôi đến đây. Xe chữa cháy tới thật nhanh nhanh nào. E-I-E-I-O. Thật nhanh xe đi cùng còi bao động. E-I-E-I-O. Mình đi sang bên kia, mình đi sang bên đây. Đi thôi chữa cháy gấp. Xe chữa cháy tới thật nhanh nhanh nào. E-I-E-I-O. Xin hãy đến cứu những món quà Giáng sinh của tôi với. Xe chữa cháy tới cùng thang rất dài. E-I-E-I-O. Dùng thang ta cứu bạn an toàn. E-I-E-I-O. Kiểm tra bên trên, kiểm tra phía dưới. Luôn luôn yên tâm có tôi đến. Cùng xe chữa cháy và thang rất dài. E-I-E-I-O. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.
các con, hãy cùng làm những chiếc kem que màu sắc nào. Vâng ạ. Chúng ta sẽ dùng trái cây và rau củ. Cà chua màu đỏ, táo nhẹ màu đỏ, dâu tây màu đỏ, dưa hấu màu đỏ. Ôi xem này, nhiều trái cây và rau. La la la, mình rất thích rau củ. La 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 la, trái cây thật ngon. Cà rốt màu da cam, quả cam màu da cam, bí ngô màu da cam, đu đủ màu da cam. Ôi xem này, nhiều trái cây và rau. La la la, mình rất thích rau củ.
Xin chào, tôi là cảnh sát Timmy. Chúng ta hãy cùng bảo vệ những viên kẹo này. Hả? Mình là cảnh sát đi hòn bảo vệ những viên kẹo. Ồ, hả? Một viên mất đâu rồi? Tìm xem kẹo ở đâu, là ai đã lấy kẹo? La 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 la. Giờ mình biết ai rồi. Kìa kìa, ta ơi. Sao thế cảnh sát đi hòn? Ta có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Cho con xem tay. Hả hả hả. Hả? Mình là cảnh sát đi hòn bảo vệ nhân viên kẹo. Một viên mất đâu rồi? Tìm xem kẹo ở đâu, là ai đã lấy kẹo? La 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 la. Giờ mình biết ai rồi. Kìa kìa, ba ơi. Sao thế cảnh sát đi hòn? Ba có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Cho con xem tay. Hả hả hả. Cảnh sát đi hòn. Ba có lấy kẹo? Không đâu mà. Chắc chắn không? Chắc chắn mà. Hãy há miệng. Há há ha. Ông ấy đưa chúng ta đi đâu vậy? Ơi, cái cửa bị mở kìa. Đau quá. Ô, cái xe. Ê, ê, chờ chúng tôi với. Phải làm gì đây? Xe ơi! Chờ chúng tôi với! Nhìn kia! Đằng kia có một chiếc xe tải khác! Hãy lên xe đó và về nhà thôi! Đúng rồi! Đi nào! Đi nào! Đi thôi! Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai! Dừng! Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai! Diệu Anh! Rồi 2, 3, 4 chuỗi bánh hamburger. 1, 2, 1, 2 nào cùng nhau băng qua được. Và rồi một bạn dừng lại nói to, phía bên kia có gì? Mọi người cẩn thận. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, ôi trời ơi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, à, giúp tôi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, à, sợ quá. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, ôi chạy thôi. 1, rồi 2, 3, 4 chú bánh hamburger. 1, 2, 1, 2 nào cùng nhau băng qua đường. Và rồi một bạn dừng lại và nói to, phía bên kia có gì? Oh yeah! Hãy đi lối cho người đi bộ. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dừng. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Diệu Anh. 1, rồi 2, 3, 4 chú bánh hamburger. 1, 2, 1, 2 nào cùng nhau băng qua đường. Và rồi một bạn dừng lại và nói to, phía bên kia có gì? Mọi người cẩn thận. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, ôi trời ơi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, à, giúp tôi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, ôi sợ quá. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, chạy thôi. Ah.
Có người đến. Chú Đào bảo để quên một hộp bánh kẹp. Chắc là nó đây rồi. Mình sẽ mang chúng về. Chúng ta đã an toàn rồi. Bắt tới ngay. Bù nhìn Kiki, có một chú bù nhìn. Tớ có ý này. Hãy hóa trang thành các chú bù nhìn. Các bạn tàu nhỏ sẽ không thể tìm được chúng ta. Wow, sẽ rất vui đấy. Kiki và Miu Miu đâu rồi nhỉ? Chúng mình đã hẹn chơi trốn tìm mà. Chắc các bạn ấy ở xung quanh đây thôi. Các bạn đã hóa trang thành bù nhìn. Trò này rất vui đấy. Bắt đầu chơi trốn tìm nhé. Được rồi, Miu Miu và tớ sẽ đi tìm các bạn. Đồng ý. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trốn hết chưa nào? Bắt đầu đi tìm. Tàu cao tốc đã trốn đi đâu rồi? Tìm kiếm bạn xem chỗ nào. Bạn ơi vui ghê chơi trốn tìm. La 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 la. Nhìn bên này không thấy bạn. Nhìn bên này không thấy bạn. À chỗ kia tớ thấy rồi. Bạn trốn thật là nhanh. Tàu điện thân yêu trốn đi đâu rồi? Tìm kiếm bạn xem chỗ nào. Bạn ơi vui ghê chơi trốn tìm. La 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 la. Nhìn bên này không thấy bạn. Nhìn bên này không thấy bạn. À chỗ kia tớ thấy rồi. Chiếc mũ dài lộ ra. Tớ thấy rồi. Tàu hơi nước đã trốn đi đâu rồi? Tìm kiếm bạn xem chỗ nào. Bạn ơi vui ghê chơi trốn tìm. La 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 la. Nhìn bên này không thấy bạn. Nhìn bên này không thấy bạn. Cậu có nhìn thấy bạn ấy không? Ở chỗ kia kìa. À chỗ kia tớ thấy rồi. Ông khói này thật to. Các bạn giỏi quá, tìm được hết chúng tôi rồi. Cuộc đua xe quái xế vào ngày mai ư? Cúp kẹo ngọt hả? Yeah, ngày mai mình nhất định sẽ chiến thắng cuộc đua. Hey, tôi sẽ là người chiến thắng. Nhìn này tôi giặt rồi, ha 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 ha. Nào bạn
xem đây tôi sẽ chiến thắng cuộc đua, đừng có cố gắng thắng tôi. Xem tôi đây rất nhanh. Phong đi nào rất nhanh, bà là rắc rối đây, cùng tốc độ phi thường. Đua nào hurray. Phong đi nào rất nhanh, ta là rắc rối đây, cùng tốc độ phi thường. Đua nào hurray. Nhìn này tôi rắc rối, ha 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 ha. Nào bạn xem đây tôi sẽ chiến thắng cuộc đua, đừng có cố gắng thắng tôi. Xem tôi đây rất nhanh, ha 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 ha. Phong đi nào rất nhanh, ta là rắc rối đây, cùng tốc độ phi thường. Đua nào hurray. Phong đi nào rất nhanh, ta là rắc rối đây, cùng tốc độ phi thường. Đua nào hurray. Nhìn này tôi rắc rối, ha 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 ha. Nào bạn xem đây tôi sẽ chiến thắng cuộc đua, đừng có cố gắng thắng tôi. Aha. Xem tôi đây rất nhanh. Ho ho. Ha 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 ha. Yeah. Ồ không mà không mà, đằng trước là chướng ngại. Ôi, tôi bị ngã rồi. Có, cho chú với. Cứu. Cứu. Con chim. Ôi may quá. Bip bip. Một dạng sano lớn phía trước. Ôi không. Khoanh khẩn cấp. Thả neo. Của tôi đang chìm, hãy đến giúp tôi với. Kiki, Miu Miu, họ cần sự giúp đỡ của các bạn. Được rồi, biệt đội siêu cứu hộ, đi thôi. Kính bảo hộ, ba lô, đồng hồ, xe cứu hộ sẵn sàng, thiết lập, đi thôi. Chúng tôi là đội siêu cứu hộ, có nhiệm vụ ta đi nào rung. Trên mặt đất giúp bạn trên cao này đã có mình trực thăng, giúp bạn trên biển đã có tàu ngầm đây, biệt đội ta đến giúp các bạn, biệt đội siêu cứu hộ gần đến rồi. Chúng tôi là đội siêu cứu hộ, vroom vroom vroom, tôi có thể đi khắp nơi. Tôi rắc rối gì hãy gọi cho chúng tôi, biệt đội ta đến giúp các bạn. Đội siêu cứu hộ đây. Biệt đội siêu cứu hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều về ngày hôm qua. Không có gì. Chúng tôi đã làm một vài chiếc bánh vòng để cho các bạn đây. Ôi, bánh vòng. Khẩn cấp, biệt đội siêu cứu hộ, đi nào. Đã rõ, biệt đội siêu cứu hộ, đi ngay thôi.
tôi phải đi đây.